chúng ta cần vượt qua một cái trở ngại về môi trường nữa là ở đặc thù ở Việt Nam của chúng ta các bạn không, là chúng ta xuất phát từ truyền thống bố mẹ chúng ta hay dạy con là con ơi lớn lên học thật giỏi để kiếm công ty tốt làm, và khi các bạn ra khởi nghiệp á thì các bạn bị một 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 cái môi trường gọi là cái môi trường mà người làm công quá nhiều, người làm kinh doanh rất là ít, và các bạn thấy cái con người chúng ta là chúng ta có ảnh hưởng thì ảnh hưởng theo đội nhóm và bầy đàn, nghĩa là người ta làm cái gì thì tất cả mọi người đều làm giống nhau, gọi là ảnh hưởng bầy đàn, ảnh hưởng đội nhóm, và một người nào đó nào nó mà họ ra làm riêng một cái gì đó thì bị cản nhiều. Và ở Việt Nam mà các bạn mà ra khởi nghiệp á, các bạn cần phải hiểu một thực tế, một cái môi trường ra rằng là rất là nhiều người đang làm công, bản thân bố mẹ chúng ta luôn cũng chưa bao giờ làm kinh doanh, những người thân của chúng ta, thậm chí người yêu của chúng ta, thậm chí vợ chúng ta hoặc chồng chúng ta cũng là những người đi làm công, và một vài bạn nào đó có ý tưởng ra làm khởi nghiệp thì các bạn thấy chuyện gì xảy ra mà hầu như không ai ủng hộ bạn hết. Bạn phải hiểu một cái đặc thù vậy, một cái đặc trưng vậy. Vậy thì các bạn phải chúng ta hiểu cái môi trường, vậy thì đâu có ai ủng hộ ta, tại vì cái tư duy của mỗi người mỗi khác, những người đó là tư duy họ đi làm công mà. Nên là chúng ta phải hiểu ra một cái thực tế vậy, nên chúng ta muốn ra làm kinh doanh, muốn ra làm chủ cho một doanh nghiệp thì chúng ta phải chấp nhận là cô đơn một mình, hoặc là chúng ta mỗi ngày một bước chúng ta tìm những người bạn của mình, những người mà cũng đam mê kinh doanh, chúng ta chơi chung với nhau, chúng ta không có ngồi chúng ta rên rỉ là tại sao mọi người không ủng hộ, tại sao bạn bè nó không ủng hộ, chúng ta không có nói cái điều đó được. Bởi vì đặc thù cái môi trường của Việt Nam chúng ta nó là như vậy. Cho tới hiện giờ các bạn thấy mà cũng mới có 500.000 doanh nghiệp thôi mà tới hơn 90 triệu doanh, và nhà nước đang cố gắng để tăng lên 1 triệu doanh nghiệp, 1 triệu doanh nghiệp cho tới hơn 90 triệu dân, thì các bạn thấy nó cũng vẫn còn rất là ít. Nên đó là lý do mà chúng ta phải cực kỳ đam mê kinh doanh, và chúng ta phải đủ bản lĩnh để vượt qua những cái rào cản về cái môi trường mà rất là nhiều người không đi cùng con đường với chúng ta. Và đây là một cái lợi thế, tại vì ít người ra kinh doanh đó là một lợi thế và các bạn phải tận dụng được cái lợi thế này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tiếp theo nữa để mình chia sẻ với các bạn rằng là ở Việt Nam chúng ta thì lại có cái tư duy rằng gì còn trẻ quá nên ra khởi nghiệp làm cái gì, rồi bắt đầu là 30 tuổi 40 tuổi mới lò mò ra khởi nghiệp. Các bạn nên nhớ cái độ tuổi vàng là cái độ tuổi nào cái độ tuổi vàng trong cuộc đời là độ tuổi từ 18 cho tới 30 tuổi là cái độ tuổi vàng. Lúc đó các bạn trẻ nè, các bạn khỏe nè, các bạn mạnh nè, bạn nhanh nhạy nè, và đặc biệt là cái máu liều của bạn nó rất là mạnh mẽ, rất cần cái độ liều đó, dám thử thách, dám sáng tạo, dám đột phá. Thì ở Việt Nam chúng ta ở trong cái khoảng độ tuổi này ra khởi nghiệp chiếm có 12% thôi. Tuy nhiên ở đất nước mà họ có cái phong trào khởi nghiệp, người ta gọi là quốc gia khởi nghiệp rất là nổi tiếng. Chúng ta mà tự hỏi là đất nước đó, các bạn cũng thấy nó rất là vui, là họ rất là nhỏ bé nhưng mà họ rất là giàu có, đó là Israel. Họ đâu có không 7 triệu dân. Singapore họ có 4 đến 5 triệu dân, rất là ít so với Việt Nam của chúng ta. Những đất nước này rất là nổi tiếng về khởi nghiệp, họ tạo ra những phong trào khởi nghiệp rất là nổi tiếng. Thì nó hoàn toàn nó ngược lại, ở độ tuổi vàng của họ là chiếm tới 32%, là từ 12 cho tới 30, và cái độ tuổi không còn tuyệt vời nữa là từ 31 cho tới 50, là họ chiếm có 12%, trong khi ở chúng ta thì hoàn toàn ngược lại, cái độ tuổi trên 30 mới ra khởi nghiệp nhiều. Ở cái độ tuổi vàng các bạn cái độ tuổi vàng là cái độ tuổi 18 cho tới 20 tới 30, thì cái độ tuổi đó chúng ta không có gì để mất, ít cái để mất, chi phí cuộc sống nó rẻ. Ví dụ như một đứa các bạn thấy cái độ tuổi mà 20 tuổi thì nó đâu có gì để mất đâu, mình hay nói vui hoài mà, nó không có tiền để mất, nó cũng chẳng có người yêu để mất, nên thất bại nó không có gì để mất đó. Là tuy nhiên một cái người mà trên 30 tuổi các bạn thấy họ, chúng ta bắt đầu có tiền tích lũy rồi, chúng ta bắt đầu có người vợ rồi, chúng ta có con rồi, và cái thất bại nó gây ra cái hậu quả rất là lớn.
các bạn hình dung ra điều này mà. Và một các bạn thấy mà, cái người càng trẻ thì chi phí nó rất là thấp, mà người càng lớn chi phí nó rất là cao. Ví dụ khi chúng ta càng lớn này, ngoài chúng ta có gia đình rồi nè, có con nè, rồi gì, ba mẹ chúng ta cũng lớn tuổi nè, chúng ta phải phụ giúp ba mẹ nữa nè, rồi lên 40 tuổi có cơ thể bạn nó mệt ra nè, cái chi phí cho sức khỏe nhiều nè. Các bạn hình dung ra điều này nè, chỗ này càng trẻ thì chi phí cho cuộc sống càng thấp, mà càng lớn thì chi phí cho cuộc sống càng cao. Đó. Vậy thì mà ra khởi nghiệp những ngày đầu là những cái ngày mà các bạn cần vượt qua cái ngưỡng bản thân mình nó rất là khó khăn. Tức là ra khởi nghiệp càng sớm là càng tuyệt vời, đặc biệt là cái độ tuổi vàng từ 18 cho tới 30. Mình rất mong rằng những cái người trẻ đó ra khởi nghiệp sớm, không có kinh nghiệm thì rất là đơn giản, hãy đi tìm những người có kinh nghiệm thôi. Không có gì nó làm cho bạn phải bối rối cả. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.